Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Pokemon còn được những trainer Việt Nam chúng ta biết đến với cái tên Bủ Bối Thần Kỳ là những sinh vật huyền bí, và cũng chính vì là những sinh vật sống nên Pokemon cũng có những nature, tính cách riêng cho mỗi cá thể. Tính cách cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức mạnh và một số điều khác của Pokemon. Vì vậy, trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu về nature, tính cách của Pokemon nhé. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Nature hay tính cách của Pokemon được giới thiệu lần đầu tiên ở thế hệ thứ 3. Tính cách có tác dụng chính là gây ảnh hưởng lên bộ chỉ số của Pokemon. Cụ thể, trừ chỉ số HP, tính cách sẽ làm thay đổi 2 trong số 5 chỉ số còn lại của Pokemon. Trong đó, sẽ có một chỉ số được tăng 10% và một chỉ số bị giảm 10% tùy theo tính cách. Bên cạnh đó, cũng có một số ít các tính cách không gây ảnh hưởng đến bất kỳ chỉ số nào cả. Tính cách của một Pokemon đã được xác định khi người chơi gặp Pokemon đó ngoài hoang dã, hay ngay khi Pokemon đó còn đang ở dạng trứng, hoặc là khi người chơi vừa nhận được Pokemon từ một nhân vật nào đó trong game. Nói cách khác, ngay từ giây phút đầu tiên người chơi thấy hay sở hữu được Pokemon nào đó dưới mọi hình thức, Pokemon đó đã có được tính cách. Và đa số trường hợp, tính cách của Pokemon là do máy tính quyết định và tỷ lệ xuất hiện là ngẫu nhiên. Người chơi chỉ có thể biết được tính cách của Pokemon mà người chơi sở hữu thông qua trang Summary của Pokemon. Ở thời điểm hiện tại, có tổng cộng 25 tính cách khác nhau trong thế giới Pokemon. Và bây giờ, mình sẽ chia 25 tính cách đó thành các nhóm nhỏ để dễ phân tích nhé. Bọn mình sẽ chia 25 tính cách thành 6 nhóm. Nhóm 1 là nhóm sẽ tăng chỉ số Attack và giảm một chỉ số tùy thuộc, bao gồm Lonely giảm chỉ số Defense, Brave giảm chỉ số Speed, Adamant giảm chỉ số Special Attack và Naughty giảm chỉ số Special Defense. Đây là nhóm tính cách mà các Pokemon thiên về tấn công vật lý nên sở hữu. Trong đó, Adamant dường như là tính cách tốt nhất vì làm giảm chỉ số tấn công đặc biệt, chỉ số mà các Pokemon chuyên gây sát thương vật lý có lẽ không cần nhất. Nhóm 2 là nhóm tăng chỉ số Special Attack và giảm một chỉ số tùy thuộc, bao gồm Modest giảm chỉ số Attack, Mild giảm chỉ số Defense, Quiet giảm chỉ số Speed và Rash giảm chỉ số Special Defense. Đây là nhóm tính cách mà các Pokemon thiên về tấn công đặc biệt nên sở hữu. Khi đã nghiêng về tấn công đặc biệt, thì chỉ số Attack là chỉ số không cần thiết nhất, nên Modest có lẽ là tính cách tốt nhất của nhóm này. Nhóm 3 là nhóm tăng chỉ số Defense và giảm một chỉ số tùy thuộc, bao gồm Bold giảm chỉ số Attack, Relaxed giảm chỉ số Speed, Impish giảm chỉ số Special Attack và Lux giảm chỉ số Special Defense. Theo mình, thì nhóm tính cách này phù hợp với những Pokemon tanker có sức phòng thủ đặc biệt cao, vượt trội và cần cải thiện một chút về mặt thủ vật lý. Là một Pokemon tanker thì sức tấn công đa số sẽ chỉ ở mức khá trở xuống, nên tốt nhất là không nên để sức tấn công bị giảm. Vì vậy, nếu Special Defense của Pokemon đó quá vượt trội thì có lẽ Lux là tính cách tốt nhất. Với một vài trường hợp thì Relax cũng là một tính cách chấp nhận được. Nhóm 4 là nhóm tăng chỉ số Special Defense và giảm một chỉ số tùy thuộc, bao gồm Calm giảm chỉ số Attack, Gentle giảm chỉ số Defense, Sassy giảm chỉ số Speed và Careful giảm chỉ số Special Attack. Ngược lại với nhóm tính cách thứ 3 thì nhóm 4 sẽ hợp với những Pokemon Tanker có sức phòng thủ vật lý vượt trội và cần cải thiện đôi chút về thủ đặc biệt. Và Gentle dường như là tính cách tốt nhất trong nhóm này. Nhóm 5 là nhóm tăng chỉ số Speed và giảm một chỉ số tùy thuộc, bao gồm Timid giảm chỉ số Attack, Hasty giảm chỉ số Defense, Jolly giảm chỉ số Special Attack và Naive giảm chỉ số Special Defense. Nhóm tính cách này dường như là nhóm tính cách thông dụng nhất và được nhiều trainer muốn Pokemon của mình sở hữu vì có thể tăng được khả năng đánh trước lên một chút. Tuy nhiên, theo mình nghĩ thì những tính cách tăng tốc độ này phù hợp với các Pokemon có chỉ số Speed ở mức cạnh tranh được hơn. Còn những Pokemon có tốc độ căn bản được xếp vào loại thấp thì cũng không nên sở hữu tính cách thuộc nhóm này, vì tăng 10% speed chắc cũng không giúp được gì nhiều lắm đâu. Nên tập trung tăng vào chỉ số mà Pokemon đó thực sự mạnh thì tốt hơn. Và nhóm thứ 6, nhóm cuối cùng là nhóm tính cách không tăng cũng không giảm bất kỳ chỉ số nào. Nói cách khác là không gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới Pokemon, bao gồm Hardy
docile, serious, bashful và quirky. Thật sự mà nói thì không có tính cách nào là tốt nhất cả. Tùy thuộc vào Pokemon thì sẽ có tính cách tốt riêng cho Pokemon đó. Và thậm chí, thứ quyết định tính cách nào là tốt nhất cho Pokemon chính là người chơi. Tùy thuộc vào cách tư duy, suy nghĩ, quan điểm, chiến thuật của người chơi và người chơi muốn xây dựng Pokemon của mình như thế nào, từ đó sẽ có tính cách phù hợp. Và những nhận định mà mình chia sẻ về các nhóm tính cách chính xác là cách suy nghĩ và quan điểm cá nhân của mình, nên nếu có gì không ổn thì hãy cùng mình bàn luận ở phần comment nhé. Ngoài gây ảnh hưởng lên các chỉ số của Pokemon, tính cách còn quyết định cả flavor, mùi vị mà Pokemon đó thích và ghét. Trong đó, mùi vị spicy sẽ có liên kết với chỉ số attack, mùi vị sour sẽ liên kết với chỉ số defense, mùi vị sweet sẽ liên kết với speed, mùi vị dry sẽ liên kết với special attack và flavor bitter sẽ liên kết với chỉ số special defense. Và tùy vào tính cách của Pokemon, chỉ số nào được tăng thì Pokemon đó sẽ thích mùi vị liên quan đến chỉ số đó, và chỉ số nào bị giảm thì Pokemon sẽ ghét mùi vị liên quan đến chỉ số đó. Ví dụ, một Pokemon có tính cách lonely, Pokemon đó sẽ thích mùi vị spicy vì được tăng attack và ghét mùi vị sour vì bị giảm defense. Còn nếu Pokemon đó có tính cách thuộc nhóm không gây ảnh hưởng gì thì sẽ không thích cũng như không ghét mùi vị nào cả. Flavor, mùi vị là một yếu tố không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Pokemon quá nhiều. Thứ mà flavor gây ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là trong Pokemon Contest, cuộc thi sắc đẹp Pokemon. Nếu như các bạn muốn bọn mình làm video về flavor hay Pokemon Contest thì hãy cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ thì mình chỉ muốn các bạn biết là tính cách cũng gây ảnh hưởng đến flavor, mùi vị mà Pokemon thích hoặc ghét. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một Pokemon khi tiến hóa sẽ dựa vào tính cách để quyết định hình dạng tiến hóa thành, đó là Toxel. Khi Toxel đạt level 30 và có những tính cách sau, thì Toxel sẽ tiến hóa thành M-Form Toxtric CD. Còn nếu Toxel đạt level 30 và có những tính cách sau, thì Toxel sẽ tiến hóa thành Low Key Form Toxtric CD. Điểm khác biệt giữa hai hình dạng này chính là hình dạng bên ngoài và tính cách. Còn lại tất cả đều không có sự khác biệt giữa hai form của Toxtric CD. Hình dạng tiến hóa dựa vào tính cách. Cũng thú vị đấy chứ. Đã có rất nhiều thay đổi xung quanh việc ấp trứng và truyền lại tính cách của Pokemon bố mẹ sang Pokemon con. Nhưng từ thế hệ thứ 8, nếu như một trong hai Pokemon bố mẹ giữ Everstone, thì Pokemon con sẽ có tính cách giống hệt với Pokemon có giữ Everstone. Đây là cách để nhân giống tính cách tốt. Trong trường hợp cả hai Pokemon đều giữ Everstone, thì Pokemon con có tỷ lệ 50-50 sở hữu một trong hai tính cách của bố mẹ. Và cuối cùng, hiện tại thì người chơi không có cách để thay đổi tính cách của Pokemon. Tuy nhiên, trong Pokemon Sword and Shield, người chơi đã có thể thay đổi được những ảnh hưởng của tính cách thông qua item Mint. Tùy thuộc vào từng loại Mint mà người chơi cho Pokemon sử dụng, hai chỉ số tăng và giảm của Pokemon sẽ thay đổi khi so với tính cách. Tuy nhiên, tính cách cũ của Pokemon vẫn được giữ nguyên trong trang Summary của Pokemon. Vì vậy, đây chỉ là cách thay đổi ảnh hưởng của tính cách lên Pokemon, chứ không hẳn là thay đổi tính cách của Pokemon. Và cách để sở hữu item Mint dễ nhất là mua ở Battle Tower tại thành phố Winden bằng BP, một đơn vị trao đổi khi chúng ta giành chiến thắng trong những trận đấu ở Battle Tower. Và đó là tất cả những gì mà bọn mình muốn chia sẻ đến các bạn về tính cách của Pokemon. Tuy chỉ góp một phần nhỏ vào sức mạnh của Pokemon, nhưng Nature vẫn là một điều quan trọng mà người chơi cần phải để ý đến. Và như đã nói, những chia sẻ của bọn mình là những gì bọn mình tìm hiểu được, cộng thêm những suy nghĩ và nhận định cá nhân, nên nếu có gì không đúng thì hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận nhé. Còn nếu thấy video hay và thú vị thì đừng quên cho bọn mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube PAG Center để ủng hộ cho bọn mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone.